và các bạn. Vào dịp lễ Tết Trung Thu thì chắc hẳn là các cửa hàng hay là các cơ sở kinh doanh bánh Trung Thu đã bắt đầu dục dịch chuẩn bị để cho ra lò những chiếc bánh thật là thơm ngon và chất lượng đúng không ạ? Và video hôm nay thì chắc hẳn là một video anh chị rất là mong chờ, bởi vì em sẽ giới thiệu các loại máy móc cơ bản để có thể làm ra một máy bánh Trung Thu. Và đồng thời thì em cũng sẽ vận hành và làm luôn một máy Trung Thu cho anh chị xem nhé. Và để làm một mẻ bánh thì ở đây em đang có là 3 loại máy móc cơ bản. Đầu tiên thì đó là máy trộn hộp đánh trứng V20G. Với máy này thì em sẽ dùng để trộn nguyên liệu để làm vỏ bánh. Và nó có kèm theo 3 loại càng đánh, đó là càng lồng, càng chân vịt và càng móc câu. Ở đây chọn bột mì làm bánh Trung Thu thì em sẽ sử dụng loại càng móc câu này. Và tiếp theo đó là để nướng bánh thì mình sẽ sử dụng lò nướng Sansta. Và loại mà em đang có ở đây là lò nướng Sansta 1 tầng 1 khay. Nó sẽ có hai mức nhiệt, đó là mức nhiệt trên và mức nhiệt dưới để mình cài đặt, thì khi mà mình nướng bánh thì nó sẽ thơm ngon hơn. Và cuối cùng thì không thể thiếu công đoạn đóng gói được, đó chính là mình sẽ sử dụng chiếc máy hàn nhiệt túi này. Hiện tại thì Viễn Đông có cung cấp máy hàn nhiệt túi bằng tay và máy hàn nhiệt túi thổi phồng khí nữa, nhưng mà để phù hợp với việc đóng gói bánh Trung Thu thì em sẽ sử dụng máy hàn nhiệt túi liên tục này. Anh chị hãy cùng chờ xem nhé. Và để bắt đầu thì ở đây em đã có chuẩn bị sẵn một số nguyên liệu để làm vỏ bánh. Đầu tiên là xếp bánh nướng thì mình sẽ có bột mì, bột baking soda, bơ đậu phộng và bột sư tử. Ngoài ra còn có nước đường bánh nướng nữa. Còn sang bột bánh dẻo thì mình sẽ có bột bánh dẻo, tinh dầu bưởi, nước đường bánh dẻo và một số dụng cụ khác em sử dụng như là cân tiểu ly, dụng cụ để ấn khuôn bánh và dụng cụ để đóng gói bánh. Đầu tiên thì chúng ta có thể trộn hỗn hợp nước đường trước, bao gồm dầu ăn và nước đường. Ở đây thì có cả cân nặng của chai nữa nên mọi người chú ý nhé. Và sau khi đó thì chúng ta sẽ trộn đều cùng với bơ lạc hay còn gọi là bơ đậu phộng. Mình chú ý là nên khuấy thật đều, cho quyện vào nhau. Còn về phần bột thì em đã chuẩn bị sẵn bột mì đã dây mịn, bột sư tử và bột baking soda để vỏ bánh được ngậy và thơm hơn. Cuối cùng thì mình sẽ đổ hỗn hợp nước đường với trộn kỹ nãy vào. Và loại càng mà mình sử dụng để trộn được vỏ bánh là càng móc câu anh chị nhé. Sau khi lắp càng đánh vào đúng khớp của máy thì mình sẽ gạt cần nâng hạ cối lên để cho cối sát với càng. Sau đó thì mình sẽ lựa chọn chế độ đánh phù hợp và cuối cùng là bật công tắc thì máy sẽ bắt đầu chạy thôi. Và như vậy thì sau khoảng tầm 8 phút thì hỗn hợp nước đường và bột có vẻ đã hòa lại với nhau. Và do đặc trưng của bột làm bánh Trung Thu thì nó hơi khô, cho nên là sau khi trộn xong thì mình sẽ có thể nhào lại bằng tay một lần nữa. Và sau đó nhào thành một khối và đem đi ủ trong khoảng tầm 40 phút. Và về phần nhân bánh thì em có nhân bánh các loại là trà xanh, đậu xanh, khoai môn và sầu riêng. Tỷ lệ ở đây là 1, 2 hoặc là 1, 1,5. Anh chị có thể điều chỉnh tùy thích theo ý muốn của mình. Và lưu ý là mình sẽ ấn khuôn bánh thật chắc để khi nướng bánh sẽ không bị vỡ ra nhé. Và mới nhận lò về thì lò sẽ còn dầu. Nên là anh chị có thể là xếp, có thể thử mình bằng cách là xếp dứa vào để mình nướng trước để thử mình. Em sẽ xếp như này và sau đó là bắt đầu nướng dứa trước. Trước khi đưa bánh vào lò để nướng thì mình có thể dùng bình xịt xịt nước lên mặt vỏ bánh để bánh không bị khô tức thời. Nó sẽ có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của bánh. Tiếp theo là mình sẽ bật lò lên. Ở dàn nhiệt trên thì mình có thể bật khoảng 150 độ và nhiệt dưới mình có thể điều chỉnh thấp hơn khoảng 130 độ thôi. Sau khi đã đủ nhiệt độ rồi thì mình sẽ cho bánh vào. Và mình sẽ nướng bánh trong vòng 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn cách nhau 10 phút tùy theo ý muốn của anh chị. Mình có thể điều chỉnh để phù hợp hơn. Giữa mỗi giai đoạn thì mình có thể nhanh tay lấy bánh ra và quét hỗn hợp gồm lòng đỏ trứng và dầu ăn lên mặt bánh. Sử dụng chiếc máy hàn miệng túi để hoàn tất khâu đóng gói bánh. Bánh sau khi hàn sẽ không bị nhăn, dính đều và rất là chắc chắn. Như vậy là vừa rồi thì em đã vận hành xong dây chuyền các loại
máy móc cơ bản để làm những chiếc bánh trung thu rồi đúng không nào? Tuy nhiên thì đây chỉ là những loại máy móc cơ bản thôi. Còn nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về dây chuyền làm bánh trung thu chuyên nghiệp thì anh chị có thể tham khảo thêm máy định hình bánh trung thu, máy thái thịt, chảo thiên nhân hay là máy chia bột nữa. Và nếu như anh chị còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới để Viễn Đông có thể kịp thời giải đáp nhé. Còn bây giờ thì xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở những video lần sau.